Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hải sản hữu bộ.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hữu Bộ xin chào, long chào anh em. Ok con ạ. Thì như đã hứa cái hôm của mình cho anh em ấy là cái hôm mà mình có đưa mấy anh em đi mua 5 con iPhone 12 Pro Max ấy, thì hôm đó mình thử lòng anh em cái mà anh em nó dỗi mình, thì là hôm nay là clip này mình sẽ gọi là thực hiện lời hứa với anh em là mình đã mua 4 con máy iPhone 12 Pro Max rồi con ạ. À, trong này thì mỗi một cái hộp này, một cái túi này là đã có một con iPhone 12 Pro Max đây rồi. Thì để thực hiện lời hứa đó thì hôm nay mình sẽ mang lên, mình vừa mua về ấy, thì mình sẽ mang lên để xem phản ứng của nó như nào, chứ không tưởng hôm giờ nó dỗi mình khá là lâu rồi. Nó kiểu mỗi lần mà đi quay thứ kiểu bọn nó cứ nhạt nhạt thế thôi này, chứ không phải là kiểu nó hào hứng như cái đợt vừa rồi. Mình nghĩ là do mình là kiểu lừa chúng nó thôi này, kiểu hôm ấy mình thử lòng anh em chúng nó xem anh em chúng nó thế nào, mà cuối cùng ấy thì vẫn là anh em nó hơi bị kiểu lơ đãng, kiểu hơi bơ bơ mình các bạn ạ, kiểu bị dỗi ấy. Hôm nay thì mình chuẩn bị 4 con iPhone 12 Pro Max đi rồi, bọn nó đang chơi game ở trên kia, thì mình sẽ mang về để xem phản ứng của bọn nó có thay đổi với mình không các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đem lên để gọi là tặng anh em nó. Đây là một clip gọi là lời hứa của một người anh dành cho mấy thằng em các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lên luôn nha các bạn nhé. Đây con ạ, 4 cái máy rồi, lạ quá. Ai rồi ôi để ra cái gì ấy anh à, anh ở đây phơ ha ra lại còn quay lên còn quay thấy cái gì đi không đi lá lạ quen không cái gì ấy à? À cái này cứu lọ vì nhớ bây giờ điện thoại chứ còn cái gì nữa. Mày nhìn hồi nhìn vỏ thôi chứ biết được. Hôm anh hứa với anh em này ở đây thì có 4 con máy, thì hôm nay lại thiếu mất Bình nên là có Thụ thì Thụ đập hộp hộ anh Bình luôn đi. Được. Và điện thoại thật là của em luôn nhá. Tôi wow. Tôi chọn màu xanh. Đúng cái màu vàng mình ưng. Ui. Bé lấy chứ sao kiểu gì chặt tăng đem rồi. Lần trước thì anh đã thử lòng một em rồi, hôm nay thì chắc chắn là thật luôn. Thế bạn mở trước đi. Từ từ, chưa được mở vội. Nói chung là đây là 4 chiếc iPhone mình đã hứa là tặng anh em là 4 chiếc iPhone 12 Pro Max đây rồi con ạ. Đây xếp 4 cái ở đây. Thì ở đây có một cái xanh và 3 cái vàng. Đấy thì anh em nào chọn cái nào thì chọn. Em màu xanh, em hợp, em không thủy màu xanh. À không thủy màu xanh à. Thì trước khi mà nhận điện thoại mở hộp ấy thì muốn nghe anh em phát biểu ý kiến cái đã, để xem cảm giác của anh em như nào. Bởi vì mỗi hôm là anh đã thử lòng anh em rồi thì anh cũng đã hứa là anh sẽ mua điện thoại cho các em, nhưng mà vì đợt đi bận nên là cũng chưa mua được. Sau vài hôm thì cũng có điện thoại về đây rồi, thì đấy mỗi anh em đang cầm trên tay một chiếc iPhone 12 Pro Max đây rồi. Bây giờ anh em mỗi anh em cho một ý kiến, còn thằng Thụ này thì không cần phải ý kiến bởi vì em hiện tại là đang chưa có phần, bởi vì phần ấy là của Bình Minh cơ. Thì trước đại ca em tưởng đại ca lừa em còn định dỗi chơi cầu nữa. Chung là em cũng cảm thấy rất là vui, nhưng mà cũng không vui, không bất ngờ cho lắm vì em biết kiểu gì anh chả mua lại cho em rồi. Anh tình sau hôm nay tình cảm anh em mình lại đâm đầy á. Thôi rồi em mời đại ca đi làm bữa. Có tiền không tiền được nào. Bây giờ anh em nào muốn khui hàng trước đây đại đi. Em khui đi. Để em trong cương màu xanh, màu xanh khác toàn. Anh đi em đi. Em buồn khủy ghê rồi, tụt quần luôn.
nhẹ nhàng thôi bạn, trời vội lắm rồi. Nó rắn rắn này nhỉ, rắn rắn gì. Ui thằng bên ui bạn đi ra tôi gửi trước của tôi ý. Ui bạn ơi, toàn mùi tiền, toàn mùi tiền. Yêu cảm ơn anh nhá. Đầu dư một vài vòng cho mọi người cũng xem nào. Lấy qua lấy quanh cái mà. Ui anh à, thiết kế quá chất nhở. Ui trời ơi, nhìn ra sắc nét gì. Nhưng mà test xem phải Android hay không. Nhìn trời hóa thế. Thử đó, nhưng mà cứ phải ngửi tí đã. Nhưng mà anh Kim thấy cái vỏ bọc của nó cái kiểu gì nhỉ? Hàng như kiểu hàng chợ. Kiểu này nhìn như nheo nheo này, gói thức ăn. Cái kiểu là nó sôi. Cái quan trọng là nó như này này. Để anh giải thích cho. Bởi vì anh mua 4 cái nhưng mà vừa nãy thì nói chung là anh gọi là khui máy ra trước rồi, thì muốn tạo một chút gọi là bất ngờ cho các em thì anh dán lại cái vỏ thôi, chứ còn cái điện thoại này ở ngoài thì anh đã khui trước rồi, kiểu như là test máy cho anh em rồi ấy, hiểu không? À, để xem nó có lên được không. Còn cái tai mấy cái dây này thì anh bỏ hết rồi. Sạc đâu? Cái sạc ấy thì thôi anh ký lại cửa hàng rồi. Đấy thì em cũng không cần đi sạc. Ờ thế được. Đó, mấy anh em cũng không cần mấy cái sạc ấy con ạ. Nào bây giờ đến anh em nào rồi. Thôi cho ba anh em khui dần đi nhanh. Thôi em khui hộ, em không muốn lấy đâu. Thôi để bắt đầu thử em. Bắt đầu lần lượt cho nó kịch tính. Nhăm nhèo ấy. Hay cái này cũng là hàng 99% mà. Sao 99%, 100% hàng mới mà em. Thế cả phải thử hết trước mà bạn mình ngộ à. Bảo sao. Nào, giây phút Trường Lương mở mới này này, cấm này này. À đây à? Như đây này. À đây đây đây, dặn. Ui. Em xin phép ngó trước đã. Ngó gì mà ngó, mở. Ui à. Lấp lánh một tí. Lấp lánh à. Nào, đếm đi. 3, 1, 2, 3. Cái gì đây? Anh qua được đi đây. Đấy. Đây là của đại. Đại ca chắc cho một cái may mắn. Cái này là đây ấy, là một mảnh ghép để các em có thể tìm đến kho báu điện thoại, tức là anh lại thêm một lần nữa là anh đang gọi là thử thách các em. Tức là đây là những lời dẫn đi đến kho báu của các em ấy, là các em sẽ thấy được điện thoại, hiểu không? Anh cảm thấy là yên tâm rồi, thế là có hy vọng. Để mình dùng cái IQ của mình này. Thôi, anh đại đi. Để em khui mất. Ê dạ, ê dạ. Cứ nhận hàng như này sao? Ây biết đâu kho báu nó lại ở đây. Ây em đoán được chương trình chưa? Chúc bò chưa bảo ra đi để xem qua báu nhẹ nhẹ em ạ. Ây em nghe đây. Đây của anh Bình ấy. Đến lên. Thôi đánh bình tượng điện thoại thì thôi cũng vui cho anh. Ôi. Ây. Bài này tôi nói cho bạn câu này. Sống biết điều sẽ gặp nhiều may mắn mà nhỉ. Yên tâm là anh em nào cũng có thôi. Chắc đâu bạn ạ. Trời ơi giời. Bên đâu lại nhớ là hàng của bạn là hàng bị bóc rồi. Chỉ cần sao. Cái ế tôi mày dù được hết. Có thể là đây hoặc là mày ghép cuối cùng lên đấy. Anh em mình phải vận động trí não này đây. Để biết được nó ở đâu. Ui. Đây. Xin lỗi anh Bình chưa? Xin lỗi anh Bình. Anh đã bảo từ đầu rồi, đây là những cái để dẫn tới kho báu của ba chiếc điện thoại này. Em phải hiểu là bây giờ điện thoại người ta đã có ở đây rồi ấy, có vỏ hộp đây rồi thì chắc chắn là sẽ có điện thoại. Em hiểu chưa? Bởi vì cái dòng này là dòng mới nên là một khi đã khui hộp của người ta ra rồi ấy thì là mình sẽ phải mua điện thoại. Em hiểu không? Nên là những cái tờ giấy mà các em cầm ấy thì các em ghép lại thì sẽ gọi là tìm thấy kho báu. Đi đây. Ghép như nào nhỉ? Cầm lên ba, cầm lên anh xem nào. Ai hi ngốc, tôi để ghép ba. Ai hi ngốc lũ hay gì? Ai cầm nhưng mà lũ à? Hay là đại ca đây, đây anh bảo đây, đây em cầm như này. Đây, em nhìn từ lũ em nghĩ em miền Trung. Em cầm lại nào, cầm lại nào, dư đây. Đâu, cương ra đây anh bảo.
Em đọc ba chữ khi mà ba thằng dưa lên xem nào. A hi hi lu nấp. Con báu là cái gì? Con báu ở đâu nhỉ? Tôi phải test cái này đã. Ôi, cái này hết pin à? Bật đây này, bật cứ như iPhone 5 của bạn. Đọc đây. Gì mà cái nút nguồn thôi là nó lên. Thử ra tôi xem. Đấy. Táo rồi. Bây giờ bọn em làm nào để có thể tìm ra cái kho báu manh xấu thì các em phải vận động những cái bộ lão của mình, chất xám của mình để các em có thể ghép được chữ làm sao có thể biết được chữ anh để... Anh đưa em ạ! Sao màn hình của anh thế này? Kêu biết được cái gì mà đi tay với? Căng lúc đây là cả test thôi, xem lại. Anh báo! Đây đây này. Đâu, em ghép ai hi hi này. Ai hi. Đây anh ghép đâu đây. Ghép là ai hi hi lũ ngốc. Là tức là ai hi hi bốn thằng gốc lại bị một lần nữa bị lừa. Chị em lấy điện thoại cái bài rồi. Đây. Giá đi dài anh. Mình vừa mới gọi là thử lòng anh em một cái mà bọn nó cướp điện thoại của mình và bọn nó đòi đem đi bán luôn các bạn ạ. Mình đã bảo là một khi đã có cái hộp mới này thì là tức là mình đã mua máy rồi, nhưng mà mình giấu máy đi, mình chưa mang ra thôi, mình chỉ thử lòng bọn nó thôi mà chúng nó lại cướp máy của mình, gọi là mang đi bán luôn. Bây giờ mình gọi bọn nó để xem bọn nó có mang máy về cho mình không. Bọn nó vứt máy đầy trên phòng rồi các bạn ạ. Láo thật. Không tin anh gì à. Thế bọn em mang máy của anh đi đâu rồi? Sao đi bán máy của anh? Anh đã bảo là anh đã đập hộp ra rồi, tức là có máy rồi mà. Đồng mật khẩu gì? Bây giờ anh nói thật nha. Bây giờ tức là máy anh đã bảo là anh đập hộp rồi thì là có máy rồi. Bây giờ các em chỉ cần mang máy về đây cho anh là anh sẽ đưa máy cho bọn em. Thế ai đùa, em bảo là anh nói thật này, anh nói thật anh mua máy rồi. Bây giờ các em chỉ cần mang máy về đây anh đưa máy cho bọn em. Nhanh nhanh. À lại lại. Anh bảo bọn mày còn để bao nhiêu điện thoại ở trên này đấy? Thế bọn mày quyết định không mang về hay gì? Quyết định bán điện thoại của anh. Đây rồi. Toi. Có mỗi con iPhone 5 này nữa. Ở đây. Đây không sai. Mình thu được hiện trường của nó là một con iPhone 7 hay 8, 8 Plus hay sao ấy. Vỡ mặt sau của con này. Một con iPhone 5S này. Con này là con 7 hay 8 Plus mình cũng không biết nữa. Còn đây của thằng nào đây cũng là iPhone 5 hay 6 gì đấy. Nói chung là mình đã nói như vậy rồi con ạ, mình đã bảo nó là mang điện thoại về cho mình rồi để mình đưa ba cái điện thoại mới kia cho bọn nó mà bọn nó không nghe thì thôi, lần này mình lại chịu thôi, mình đành phải gọi là tiếp tục lại giữ điện thoại vài hôm nữa mình mới đưa cho các bạn ạ. Thật sự là ở đây mình đã mua 4 chiếc điện thoại cho bọn nó rồi, nhưng mà mình đã kiểu mình giấu những cái phụ kiện với cả điện thoại đi để trêu anh em một tí thôi, nhưng mà bọn nó phản ứng quá gắt nên là thôi. Và hôm nào ấy mà bọn nó ngoan ấy thì mình sẽ gọi là tặng chuẩn 4 chiếc điện thoại ý cho bọn nó, nhưng mà hôm nay mà bọn nó đòi mang bán điện thoại của mình, nếu mà hôm nay mà bọn nó mang bán điện thoại của mình thì chắc là mình thôi, mình tịch thu cái chỗ này thôi. Mình nghĩ là 4 cái điện thoại này thì chắc là chỉ được khoảng độ 5-6 triệu thôi ạ. Nhưng mà ở đây thì mình đã nói từ đầu luôn là đã bóc hộp ra rồi thì là sẽ là có điện thoại, nhưng mà chúng nó không tin, chúng nó quyết định là đem điện thoại của mình đem đi bán.
Và clip thì chắc là cũng phải kết thúc thôi con ạ, bởi vì chúng nó không muốn nhận điện thoại xịn rồi. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn tiếp một lượt like, một lượt chia sẻ video đúng không anh mình nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.